Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cân thủ nhé. Hôm nay là 4 tháng 9 2023, số em Thái gần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần câu gọi là tổng hợp nhé. Aro show nhiều thứ lắm. Chủ yếu là hàng carbon nhé. Có mã cuối cùng là hàng fip thôi, thì cái mã cuối cùng hàng fip đấy thì em sẽ thanh lý nhé, trăm hơn 100.000 cây thôi, thì em bán cả cả mớ vậy nữa. Còn những cây này là em đánh mã nhé, phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 một đơn nha. Anh em này chuyển khoản thì em vẫn bao ship bình thường nhé. Đấy. Bác nào mà mua thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700856 nhé, hoặc là nhắn qua Zalo theo số đó cho em. Sau đây em sẽ vô chi tiết từng mã cho anh em tham khảo. Mã số 1 nhé, giá là 400.000, cần là cần của Suzumi nhé, hai khúc. Đấy, lua này cho anh em lua suối nhé, lua suối hoặc là đánh cảm giác hoặc là đánh hành tráp gì đấy, ok nhé. Nó mềm nhẹ nhỏ 1m68 nhé, cứng là cứng L nhé, nó chỉ ghi cứng L chứ không 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 có thấy thông số chi tiết. Đấy. Thì L nó tầm tầm 10 gram đổ lại nhé, 1 tới 7 hoặc 1 tới 10 gram như đấy. Đấy, cần rất là dẻo và mềm. Khoen bát Fuji nhé. Đấy. Giá mã số 1 là giá 400. Mã số 2. Mã số 2 này là một con cần Ryobi nhé, dài là 1m8. Đấy. Độ cứng là cứng L nhé, lua từ 3 tới 10 gram Ryobi nhé, khoen bát Fuji. Khoen bát Fuji. Mã số 2 này giá là 450.000 nhé, carbon xoắn bát Fuji, khoen Fuji. Đó. Tình trạng cũng còn khá là mới đẹp, cứng L. Để tới một con cần 1m8 cứng ML, khoen Fuji xứ xám, bát là bát của hãng nhé. Đó. Con này thì lua từ 3 tới 15 gram nhé, cứng ML, 1m8 cứng ML, bát hãng khoen Fuji. Đó. Con này giá 400.000 nhé, con này thì nó hơi cũ một chút. Tiếp tới con mã số 4 này giá 300, con này nó hơi cũ, em bán rẻ cho anh em. Bát Fuji, khoen Fuji nhé. Độ cứng là ML, 4 tới 12 gram nhé, 1m8, sản xuất tại Korea. Xước sát này, hơi cũ chút. Giá cho anh em, giá rẻ cho anh em, 300. Tiếp tới con mã số 5 nhé, mã số 5 này giá 400.000 nhé, bát Fuji, khoen Fuji luôn. Con này dài là 1m8, hàng của Korea xuất Nhật, 5 tới 21 gram, lai 8 tới 20 bao. Thì con này cứng ML nhé. Mã số 5 này giá 400.000 nhé. Ở cái đoạn này nó có hơi sức răm chút này, đó. Đoạn này. Đó. Còn lại thì còn ok, đó. Carbon xoắn nhé. Đọt này không ảnh hưởng gì hết. Vẫn còn đẹp. Khoen bát Fuji nhé. Mã số 5 giá 400. Mã số 6. Mã số 6 này cần một khúc của Daiwa Thái Lan nhé. Con này là 5 feet 9. 5 feet 9 nó tầm 1m77, nhưng mà nó hạ xuống còn 1m67 thôi nhé. Hạ mất 10 phân nữa, 10 cm nhé. Cứng UL nhưng mà bây giờ thì nó cứng L nha anh em. Cứng L thì nó tầm từ 1 cho tới 10 gram nhé. Sản xuất tại Thái Lan, em báo rõ cho anh em như vậy. Mã số 6 này giá là 500.000 nhé, bởi vì là con này là con khoen phui xích nha anh em. Khoen phui xích, đáng giá bộ khoen này. Và cái phôi của nó là phôi chính hãng của Daiwa nhé, dòng phôi của Thái Lan, để anh em khỏi bàn. À. Tới mã số 7 nhé, mã số 7 này giá là 800.000. Carbon hai da nhé, xoắn bên trong hai da bên ngoài. Khoen là khoen Fuji Gold nhé. Bát là bát Fuji, bát hãng nhé. Bát này bát hãng. Đó. Con này là dài là 2m7 nhé. Con này dài 2m7. Lua từ 15 tới 50 gram. Nó ghi là 15 tới 50 gram vậy đó. Nhưng mà em thấy thực tế nó cứng tầm ML thôi nhé. Đấy, nó cứng tầm ML thôi. Tầm 7 tới 21, 28 gram gì thôi nhé.
Anh em có thể cái này nó có thể là đây cái thông số này có thể là thông số của rích biển đấy. Cái này chủ yếu là nó đánh đánh biển đó. Còn để lua lóc thì nó lua nhái hơi hoặc là nhái sắt cá sắt thôi nhé. Rồi. Tiếp tới một con mã số 8, mã số 8 này giá 700 ngàn. Mã số 8 700 ngàn. Con này thì khoen bát Fuji nhá, con này còn tương đối mới, cái này nó hơi bẩn chút đây, dính cát hay là dính đất bẩn đó. Nhưng mà con này còn mới 99-98%. Con này là một 8 feet 6 nhá, 8 feet 6 nó tầm 2 mét rưỡi. Con này không có thông số lua nhá, nó chỉ là egging nhá, egging này là câu mực nhưng mà em thấy nó khoen to giống như khoen cần lua đó. Độ cứng là ML nhá. ML hơn ML một chút thôi, chưa tới M. Con này giá 700 nhé, còn mới á. Lô này chỉ có cây này là máy ngang thôi nhé. Hàng đặc biệt, máy ngang một khúc nhưng mà em độ thành hai khúc nhé. Em độ thành hai khúc, đóng xương bi. Có bọc sắt đàng hoàng luôn. Đóng ti của nó thì quá dày luôn. Hàng ti carbon dày cục luôn. Đó. Bao anh em nhé, cái ti này thì bao anh em luôn. Mã số 9 này giá 1 triệu nhá, khoen là khoen full xích đó. Khoen này là khoen full xích nhá. Đây qua này. Con này dài 2 mét, cứng MH nhá, con này cứng MH. Rất là cứng. 728 g nhưng mà có thể lua nặng hơn được nhá. Nó cứng lắm. Đấy. Của Thái Lan xuất Nhật. Đấy, một khúc độ thành hai khúc. Độ thành hai khúc nhưng mà action nó sẽ không thay đổi nhé. Nó vẫn như một khúc thôi, bởi vì là cái đoạn em độ cái đoạn là đoạn cứng, nó không 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 ấy nữa. Nó không cong được nữa đâu. Rồi, tiếp tới mã số 10 nhé. Mã số 10 này giá là 1 triệu 600 ngàn nhé. Của Daiwa Kenjaki, đấy, dòng bạo lực nhé. Daiwa Kenjaki dòng bạo lực. Bon hai da nhé, dòng canvas mà làm áo giáp chống đạn đó. Cái hai da này này cứng 120 giờ 2m7, độ cứng rất là gọi là phù hợp cho anh em đánh tra chim hoặc là anh em đánh biển nhé, không quá cứng không quá mềm. Tình trạng cần cũng còn tương đối là đẹp đó. Con này mã số 10 nhé, giá là 1 triệu 600 ngàn. Trước những cái dòng này còn trên 2 triệu không? Này giá nó rất là hợp lý rồi. Con này một con Daiwa 50 giờ 2m7, khoen bát Fuji hết. Mã số 11 giá là 1 triệu nhé. 11 Daiwa Hydrolock. Cứng 50 giờ 2m7 nhé. 50 nhưng mà so với lại các dòng cần câu khác thì năm nó sẽ cứng hơn 50 của các dòng cần câu khác nhé. Đó. Carbon hai da quen Fuji sư xám. Con này giá là 1 triệu nhé, mã số 11. Đấy, anh em đánh lăng xê chim tra sông hồ. Tiếp tới một con cần 3 khúc của Daiwa nhé. Con này dài là 3m6, cứng 50 nhé. 6 cứng 50. Con này chủ yếu đánh cảm giác. Con này giá 800 ngàn, mã số 12 nhé. Đấy, khoen bát Fuji. Cái keo là nó hơi xấu cái... Nói chung là xài ok hết á, nó vàng vàng cái keo ra chút này, đấy, nó vàng vàng à. Keo lâu ngày nó vàng rồi thôi chứ nó không phải là bị bể hay là bị hư hỏng gì đâu nhá. Đó. Giá rất là hợp lý này, giá là 800 ngàn nhé.
Trước những cái dòng này toàn trên triệu không. Mã số này là mã số 12 nha anh em. Mã số 13, con cần carbon 2 da nhé. Đấy, nó hơi cũ xấu. Đấy, bán giá rẻ nhé. Mã số 13 giá 600 ngàn nhé. Độ cứng này độ cứng tầm khoảng 50 nhé. 5-60 nha anh em. Khoen bát Fuji hết. Cái này là nó sơn bạc gì lên đó. Chung là xấu nhưng mà sử dụng ok nhé. Carbon là carbon 2 da, hàng nội địa Nhật của Ryobi. Giá rẻ 13, giá 600 nhé. Mã 14, mã 14 này là giá là 400 ngàn nhé. Cần dây trong của thằng Navigato nhé. Navigato là một hàng nội địa Nhật, cứng 50 dài 3 mét nhé. Tiếp tới một con Daiwa nhé. Mã số 15 giá 1 triệu nhé. Daiwa Root. Đấy. Carbon 2 da. Bát Fuji nhé. Khoen này cũng khoen Fuji dư xám này. Đó. Con này là mấy đây? 13. 36 là 36. Carbon 2 da. Lóng gốc hơi xấu nhưng lóng trong vẫn còn đẹp anh em ạ. Lóng gốc có đoạn này nó hơi xước chút này. Nhưng mà lóng trong còn đẹp. Đó. mười ba feet là 39 hay 36 nhỉ. 39 đó anh em. 13 feet. Đó, con này độ cứng khoảng độ cứng so với lại cần 2-3 khúc nó tầm khoảng 6-70 nha anh em. Đấy, nó tầm 5-60, nó tầm trong khoảng 6-7, 5-50, 5-60 thôi. Đấy. Anh em đánh lăng xê hoặc là đánh sông hồ nhé. Đánh bạc bạ mặc bãi thì hơi mềm, anh em đánh gành lua gành cũng được. Con này 39 nhé. 39, con này mã số 16 giá 800 ngàn. Con này là đánh hà, con này là súp nhé. 39, độ cứng tầm 27 nhé. 27 carbon xoắn. Anh em đánh bạc bãi hoặc đánh lục đầu cần bằng xe sông lớn cũng được nhé. Các bon xoắn còn đẹp. Đó. Giá 800 nhé. Cứng 27. Thêm vàng nội địa Nhật 39. Rồi. Tiếp tới một con cần Mata nhé. Mata là con bát Fuji. Con này là hàng lua nhé, lua rút 30, cứng 30 dài 2m7. Đấy. Còn mới, khoen này khoen hãng, bát này là bát Fuji. Anh em có thể lấy đánh lăng chê nhẹ hoặc là đánh lua nhé. Đấy. Cứng 30 dài 2m7. Còn mới đẹp. Đấy. Còn mới. Giá rẻ cho anh em 400 ngàn nhé. Số 18, con cần Suzumi, con cần ISO nhé, đọt số 3 dài 5m3, quen lớn. Mã số 18 này giá là 800 ngàn nhé.
Đấy, giá mới của nó 13.000 yên này, ba cũng khoảng 2,5 triệu. Đấy. Thông số của nó đợt đợt 1 ly 4, dài 5m3, gốc 24, cân nặng là 290 g. Túi nút gì đầy đủ hết nhé, túi nhựa, túi hộp vải gì đủ hết, nắp đầy đủ hết. Đó. Cần còn đẹp. Bát Fuji. Khoen cũng là khoen Fuji xám nhé. Ủa, răng là rụng ra rồi. Chết rồi anh em ạ. Không kiểm tra kiểu vận chuyển á. Em thấy còn mới em không mở nắp ra luôn á. Chết dở hay. Thấy khoen mua rồi. Đó, kiểu vận chuyển á, vận chuyển nó tuông mất một đoạn, nó tầm khoảng mất khoảng 2 cm đấy. Đó. Đoạn rất là ngắn bằng đốt ngón tay. Đốt ngón tay. Cái này thì giờ tháo cái này ra gắn vào thôi nhé. Em giảm cho anh em 100.000 luôn á, lỡ bị rồi. 100.000 hơi lố. Em sẽ gắn lại cho anh em nhé, anh em nào lấy em sẽ gắn lại. Giá này là mã 18 nhé, giá 700 nhé. À quên, em kéo ra cho anh em coi. Anh em không mua được cây nào mà khoen lớn mà 700 như này nữa. Cần còn mới á. À, tới một con hàng nội địa Nhật nhé, sản xuất tại Nhật này. Đây, ISO. Con này mã số đâu? Con này chứ. Con này mã số 19 này. Con này mã số 19 giá 450 nhá. 19 450. Đợt số 1 dài 5m4 nhá. Con này cũng còn mới lắm, nó chỉ bị cái chỗ này hơi xấu cái tem này thôi này. Hàng power carbon. Anh em về đánh cần tay trợ máy hoặc là anh em đánh hạ máy nhé. À hạ làm cần tay nhé. Cái này tuột. Cái keo này nó nhả ra nhé. Cái này rất là dễ đó. Anh em đè vô, lấy ít keo nhỏ vô là được đấy. Thì em lấy keo voi em nhỏ nhá. Khoen nó rụng ra. Kiểu nó thọc vô đó, nó ra. Khoen Fuji nhé, bát Fuji cần còn các lóng còn rất là mới. Đấy, anh em về hạ gần tay rất là ok nhé. Carbon xoắn. Đó. Có cái này nó nhả keo ra thôi này, cái khoen này này, cái này không quan trọng đâu, nó gắn nó bỏ ít keo vô nó cứng ngắc. Quan trọng là phôi còn mới đẹp chuẩn chỉ. Tem vàng nó địa Nhật này. Giá là rất là rẻ nhá, 450.
anh em về hạ gần tay nó cũng được tầm 4H, thân nó cũng thẳng, 3H 4H thân thẳng. Con này thì cứng hơn, con này đọt tầm số 3 số 4 nhá. Cái đọt đoạn đọt này nó mềm á, là số tầm số 3 thôi, số 2 số 3 nhá. Cái đoạn đọt này thôi, còn cái thân của nó cứng ngắc anh em, thẳng tắp luôn. Con này là dài 5m4 luôn, carbon xoắn. Cũng còn khá là mới. Khoen nhỏ nhưng mà lóng to. Lóng to thì nó cứng. Con này mã số 20 nhá, giá 550. Mã 21 là cái mớ cần phíp này này. Đó, mất điện đi này. Mã 21 là cái mớ gần phíp này này. Đấy. Anh em nhìn rõ nhá. Một cái rút này. Cây hai khúc này. Cây ba khúc này. Rồi hai cái rút mini này. Đó. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây nhá. Tổng 6 cây này giá 750 bao ship nhưng mà chuyển khoản hết cho em nhé. Bởi vì cái hàng này thứ nhất á là em bán rẻ rồi, gọi như là như giờ là giao xỉ luôn rồi đó. Cái giá hơn 100.000 thôi. Đấy, 100, 120 cây. Đấy. Thì thứ nhất, thứ hai á thì em muốn chuyển khoản để anh em chắc chắn là anh em lấy cho em. Chứ chuyển đi chuyển về tiền cước của cái đống này cả 100.000 á. Một chiều 70-80.000 rồi. Cả đi cả về hơn 100.000 rồi đấy. Cho nên là các bác thông cảm nhé, giá nó cũng không có bao nhiêu cả. Em đảm bảo cho anh em là hàng ok, giống như em giới thiệu là được nhé. Mã số 21 750.000, chuyển khoản bao ship nhé. Còn cái này là tổng cả cái mớ này nhé, là 750 nhé. Cái đầu tiên là cần rút này. Cần rút này là cứng 20, dài 3m3 nhé, sụp lỡ. Sụp lỡ cái dòng đời đầu, cần phíp đỏ. Anh em đánh lăng xê. Đó. Rồi, một cây nữa. Cây thứ hai là một cây cần hai khúc, dài 2m7 2m1, con này dài 2m1 hai khúc nhá. Hai đọt, một đọt 80, đọt 50 nhá. Đọt cứng, đọt mềm. Đấy, khá là mới. Đấy, một cây cần 3 khúc. Gần này mình 3 khúc nhé. Cứng tổng khoảng 50. Dài là mấy đây nhỉ? 3 mét. Con này dài 3 mét nhé. Này dài 3 mét. Đấy. Hơi xấu thì về anh em vệ sinh nhé. Đấy. À, sử dụng thì vẫn còn ok hết. Hơi xấu em chả muốn vệ sinh. Bán anh em 100.000. Nó xong. Đấy, con này dài 3m3. Đấy, dài 3m3. Cũng tầm 40-50 rồi đấy. 3m3 nhé. Của Olympic. Đó. Hai con này là cần rút nhé, con này cần rút, con này là mới đấy. Con này cần rút khoen sắt, con này cần rút khoen sứ này. Con này là của Suzumi đấy, bên China nhé. Suzumi dài 1m65, con này mới tinh, con này 1m65 rồi đấy, cũng cứng, con này cũng cứng đấy. Đó, thì anh em lấy mã nào liên hệ với em theo số điện thoại 0867008856 nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau.